cùng học tiếng Pháp với thầy Luke, một người thầy bản xứ của riêng bạn, học với bạn 24/24 với những bài học không giới hạn và đặc biệt là một mức phí cực kỳ hợp lý. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thiên Trang. Như được đề nghị từ trước thì hôm nay mình làm một video để hướng dẫn cách phát âm trong tiếng Pháp. Trước khi đi vào nội dung chính thì mình có một vài chia sẻ như sau. Khi một đứa trẻ mới sinh ra thì tai có thể nghe được tầm 300 âm thanh ngôn ngữ. Nhưng trong quá trình phát triển cũng như là môi trường ảnh hưởng thì tai người trưởng thành chỉ có thể nghe tầm 40 âm thanh ngôn ngữ mà thôi. Vậy nên một trong những vấn đề lớn khi mà chúng ta học một ngôn ngữ mới đó là phải nghe và luyện tập cách phát âm với những cái âm thanh mà chúng ta chưa từng được biết đến. Và cách nghe, cách học tốt nhất đó là học với người bản xứ và cũng như là nghe tiếng ngôn ngữ mới nhiều vào mặc dù chúng ta không hiểu cái motor gì. Và đây là hệ thống âm thanh trong tiếng Pháp. Tiếng Pháp có tổng cộng 23 phụ âm và 16 nguyên âm. Trong video này mình sẽ tập trung vào phần phụ âm. Đây là hệ thống phụ âm trong tiếng Pháp. Mình sử dụng cái biểu đồ này để cho mọi người dễ học và dễ hình dung ra hơn. Cái này là phương pháp của thầy Luke đã dạy mình. Từ Y qua U thì miệng mình sẽ dần chúm lại và cái luồng hơi để tạo ra âm thanh sẽ đẩy vào trong cổ họng. Yêu. Từ trên xuống dưới thì thì miệng mình sẽ dần mở to ra và phát âm sẽ là yeah. Cứ như vậy với những cái âm khác. Từ E qua O cũng vậy. Eo. Từ Ơ qua O cũng vậy. Ơ. Đây là hệ thống nguyên âm trong tiếng Việt. Như các bạn thấy thì hệ thống nguyên âm trong tiếng Việt nằm khá cách xa nhau và nằm rõ ràng trên đường ranh giới. Tiếng Việt mình có thể nghe dễ dàng là nhờ vậy. Và đó là lý do tại sao chúng ta gặp vấn đề với âm thanh trong tiếng Pháp. Nguyên âm trong tiếng Pháp phát ra chủ yếu là ở trước khu miệng. Khu vực này không nằm ở giữa vòng miệng. Ở giữa vòng miệng chỉ có mỗi âm ơ mà thôi, âm này mà thôi. Và những cái âm rất là gần nhau như này thì tai người Việt khó mà phân biệt được, khó mà nghe ra. Người Việt mình có xu hướng sẽ bẻ những âm này đẩy tới khu vực mà chúng ta có thể dễ dàng nghe được. Như là bẻ âm này tới khu vực này, bẻ âm này và đẩy tới khu vực này. Mình phát âm dễ hơn, nghe dễ hơn. Nhưng mà mình đã làm điều tương tự và mình tự giết mình với phương pháp này. Cuối cùng mình phải học lại phát âm từ đầu. Ở trong video này mình sẽ hướng dẫn cách phát âm 4 nguyên âm khá là khó trong tiếng Pháp, đó là ê, ê, ý và u. Cách phát âm này thì các bạn có thể hướng mình có phương pháp đó là nằm giữa ê và ớ thì có âm ớ, nằm giữa e và ơ thì có âm ơ, nằm giữa y và u có âm ư. Và thật ra mình cũng không tự tin lắm với phát âm của mình nên mình sẽ nhờ một người bản xứ, thầy Luke sẽ hỗ trợ chúng ta phát âm. Ơ, ư, ư, u. Và thầy sẽ đưa chúng ta một vài ví dụ để mà luyện tập với những âm này. Xin mời thầy. Neuf, l'heure, une heure, du beurre, un jeu. La queue, ce, de, un peu, tu, la rue, une voiture, la lune, un loup, un clown, une roue, 12. Cảm ơn sự hỗ trợ của thầy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và cảm ơn trước vì các bạn đã chia sẻ video này. Nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc là có góp ý gì thì nhớ để dưới phần bình luận nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.